mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang có một số cái giò thân thủ, và dòng này là dòng phi 21 nha cô chú. Cô chú mình nhìn là thân của nó bằng cái ngón cái của con luôn nè cô chú. Đó, rất là mập luôn. Và thân này thì nó dài tới 1 mét mấy rồi, nhưng mà nó vẫn còn đang đi ngọn nè cô chú. Cái thân của con đứng nó đứng bằng con luôn nè, đang đi ngọn nè. Đây là dòng thân thủ. Và cái dòng này thì cái mặt hoa của nó là do cái mặt hoa này lúc mà nó nở á thì bên cửa hàng bên con xịt thuốc, xịt phân chúng, nên nó hoa của nó bị tàn đi, nên con không có chụp được cái mọc hoa lại được. Và cái dòng này là dòng phi 21 ở đây nè. Con đã cắt một số thân dạc và con đang làm kỳ, và ngày hôm nay thì con mới xuất ra để các cô chú mình về sưu tầm. Và nếu mà cô chú mình mua cái giò này mà nếu mà sau này nó sẽ có hoa trước á thì con sẽ gửi cái mọc hoa lên cho con đăng lên YouTube để cho các cô chú có thể mình theo dõi cho nó dễ. Đây là dòng thân thủ nha cô chú. Phi này là phi chất phi 21 á, và thân của nó rất là mập đây. Cực kỳ mập nha cô chú, đang đi ngọn phà phà luôn. Đây là dòng thân thủ phi 21. Và giá tiền của nó ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con chỉ bán ra tầm khoảng có 200-250 kg thôi. Giá rất là mềm nha cô chú. Đây là dòng thân thủ VM1 nè, đang đi ngọn phà phà luôn, rất là đẹp. Đó. Giá tiền chỉ 200.000 một kg nha cô chú. Và đây mình sẽ giới thiệu các cô chú mình xem cái hình cây của nó. Cô chú, thân của nó là mập u nè, nó dài tới 1,5 m nè, cái này hơn 1,5 m á. Tại vì cái đầu con mà đứng ngang cái đầu nè, con là 1,65 m nè mà đứng ngang không muốn hơn con luôn á. Thân thủ nha cô chú, thân của nó rất là mập bằng con tay cái con luôn nè. Và đây là cái mầm thân thủ mã số là mã số 1 nha cô chú. Và cô chú mình thấy cái thân mẹ của nó chưa, thân mẹ của nó u luôn nè. Và nó đang lên một cái nó đang có một kỳ đã đứng ngọn, đang lên một cái mầm nha cô chú. Và cái mầm này rễ bắt đầu đang xì rễ ra nè, mắt rất là sáng cô chú. Cái này là dòng này là hoa sổ luôn, bên cửa hàng bên con chưa thế nào chụp được mặt hoa luôn á. Và cái mặt hoa này chắc chắn sẽ ra là ám nha cô chú. Và đây là dòng già thân thủ, mã số của nó đó là mã số 1. Và kích thước của thân dài nhất của con là 15 cm, và cái thân dài này được là 7 cm rồi. Mình về mình có thể khai thác thêm được một số kỳ nữa nha cô chú. Giá tiền của nó ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra để các cô chú mình sưu tầm là 250, mã số là mã số 1. Thì hôm nay con bán hai giá, một giá là 200 và một giá là 250 nha, tại vì hai cây khác nhau nha cô chú. Mã số là mã số 1, giá của nó là 250.000. Tiếp tục đây là giò thân thủ mã số 2, và giá tiền của cái giò này thì bên cửa hàng bên con ngày hôm nay vẫn bán ra là 250 nha cô chú. Thân đang đi ngọn phà phà nè, và cái thân mẹ của nó là 1,5 m rồi mà nó chưa đứng ngọn nó cô chú. Còn đang đi ngọn và thân cực kỳ mập. Đây là dòng phi 21 và kích thước của nó là 15 cm, cộng cái thân già chưa khai thác là 4 cm nha cô chú. Tổng cộng giờ này là 19 cm, hàng trồng thuần đã xuống rễ và đang chuẩn bị sẽ bật mầm gốc lên. Giá tiền của cái dòng thân thủ phi 21 này thì bên cửa hàng mình còn bán ra để cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 200.000, mã số là mã số 2. Còn nù thân thủ mã số là mã số 3, giá tiền của nó cũng là 200.000 luôn cô chú. Và kích thước của nó thì bên cửa hàng bên con đang đo được là 15 cm nè, cộng cho cái thân đã đứng ngọn này được khoảng gần 10 cm rồi, và đã xì rễ rất là khỏe. Và cô chú mình nhìn có thể thấy là cái kia mẹ của nó đó cô chú, rất là mập luôn. U nè, ý là nó đã teo lại rồi mà nó còn vẫn còn mập như vậy. Giá tiền là 200 nha cô chú, và mã số là mã số 3. Đây là nù thân thủ phi 21. Đây là mình chơi cái dòng thân lá, tôi thấy rất là đẹp rồi. Và cái hoa này nói chung là con nhìn cái khuôn hoa là khuôn hoa cánh bầu cũng rất là đẹp, nhưng mà do hoa tàn nó con không chụp lại. Và giò này là mã số 3, giá tiền của nó là 200.000. Và khi có hàng đi thì con sẽ lột chậu ra hết nha cô chú, con không để chậu. Tại vì để chậu nó sẽ rất là nặng cước, mình lột ra thì con sẽ kẹp vớn và giá thể với các cô chú. Và giá tiền của giò này là 200, mã số 3, dòng nù thân thủ. Tiếp tục đây là mã số 4 nè, cũng có giá là 250.000 luôn. Một cái thân già của nó cô chú đã đứng ngọn và là 10 cm, kèm theo 2 kg thì mỗi kg nó được 6 cm nè, và đang xì rễ ra. Mình về là mình tách ra được rồi nha cô chú. Đây là dòng nù thân thủ mã số là mã số 4, giá tiền của nó là 250.000 cho mã 4. Rất là lực nha cô chú, mã số 4, 250, nù thân thủ. Và tiếp tục đây là cái giò nù thân thủ mã số là mã số 5 nha cô chú. Giá tiền của nó là 200.000. Và kích thước của nó đang là 8 cm, rễ đã xì rễ rất là khỏe và thân mẹ của nó rất là mập nha cô chú. Cái kỳ rất là lực, rất là mập. Và giá tiền của nó là 200, mã số của nó đó là mã số 5, giá 200.000 cho mã 5. Tiếp tục đây là mã số 6, và giá tiền của nó ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra cũng với giá là 200 luôn. Và kích thước của nó đang là 9 cm, mã số là mã số 6 nha cô chú, 200.000 cho mã 6. Đó. Tại vì cây nào nó cũng gần giống nhau thôi, nên con sẽ quay hình cây sơ sơ cho các cô chú mình dễ theo dõi. Giá tiền là 200.000, mã số 6. Và đây là giò mã số 7 nha cô chú, vợ kỳ đang lên 2 mầm nè. Hai mầm rất là lực và đã xuống rễ rồi. Giá tiền của nó cũng là 200, một thân ngắn nhất là 5 cm và thân dài nhất là 8 cm, giá 200.000, mã số là mã số 7. Đây là dòng nù thân thủ phi 21 nha cô chú, đang đi ngọn phà phà luôn, rất là lực.
giá tiền của nó là 200. Và cái thân già này cô chú mình về mình khai thác thêm rất là nhiều mắt, 200.000, mã số là mã số 6. Đây là mã 7 nha cô chú, mã này là mã 7 chứ không phải mã 6 nha cô chú. Mã số 7 200.000. Mã số là mã số 7, giá 200 nha cô chú. Ấm nha cô chú, giá tiền của nó thì bên cửa hàng bên con bán ra đi các cô chú mình về sưu tầm là 200 luôn. Thân đen đi ngọn này là 9 cm nè, và cái thân già được khoảng hơn gần 4 cm nè. Và rễ thì cũng đã bắt đầu đang xì rễ rất là khỏe để cho các cô chú mình về sưu tầm. Đây là giò dây hạt rừng nù phi 21, mã số là mã số 8 nha cô chú. Giá tiền của nó là 200.000 cho mã 8. Số tiếp theo, mã số của nó đó là mã số 9. Và giá tiền ngày hôm nay thì cửa hàng bên con đang bán ra là 200 luôn. Kích thước của nó đang là 11 cm nha cô chú, và thân thì đang đi ngọn phà phà luôn. Mã số là mã số 9, giá tiền là 200. Tiếp tục đây là cái dòng nù 21 và đây là dây hạt rừng nha cô chú. Giá tiền của nó cũng là 200.000 luôn. Dòng thân thủ phi 21, giá tiền là 200. Và kích thước của cái giò này thì bên cửa hàng bên con đang đo được chính xác luôn. Nó là 11 cm và đang đi ngọn phà phà nha cô chú. Dòng này thì cái thân mẻ đó cô chú mình thấy rồi đó. Nó tới 1,5 m mà nó vẫn còn chưa đứng ngọn đó cô chú. Và giá tiền của nó là 200.000. Mã số của nó đó là mã số 9, 200. Và đây là giò mã số 10 nha cô chú. Giá tiền của nó cũng là 200 và kích thước của nó đang là 9 cm và đang lên hai mắt rất là sáng nè cô chú, đang bật mầm gốc lên rất là khỏe. Mã số của nó đó là mã số 10. Giá tiền của nó là 200.000 cho mã 10. Và đây là mã số 11. Đây là giò dây hạt rừng dòng phi 21 và kích thước của nó đang là tầm khoảng 11 cm của chú, đã xuống rễ rất là khỏe. Mã số là mã số 11. Giá tiền của nó ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra là 200 cho mã số 11. Và đây là cái khóm mã số 12 nè cô chú. Và khóm này thì đang có tổng cộng là 2 kg và giá tiền của cái giò này thì bên cửa hàng bên con bán ra là 300.000. Mã số là mã số 12 nè cô chú. Giá tiền là 300.000 cho mã số 12 được 2 kg. Mã số 12 đã đứng ngọn nha cô chú, giá là 300. Mã số 12 được 2 kg và khi cửa hàng thì con sẽ tách lên. Và kích thước của nó đang là 8 cm nha cô chú, mã 12 2 kg. Và tiếp tục đây là mã số 13 nè. Mã số 13 này thì cũng đang có tổng cộng là 2 kg luôn cô chú. Và giá tiền ngày hôm nay thì cửa hàng bên con cũng bán ra là 300.000 luôn. Đây là mã số 13. Để con quay qua bên kia cho các cô chú mình xem cái mặt trước mã số 13 nè. Đó. Mã số 13 này có tổng cộng là 2 kg luôn nha cô chú. Và kích thước của nó đang là tầm khoảng cỡ 6 cm và cái thân lớn nhất của nó là 7 cm. Giá tiền của nó ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra là 300.000. Mã số cuối cùng, mã số 13, có 2 kg. Mỗi thân giả có 2 kg nha cô chú, mã số 12 và mã số 13, đồng giá là 300. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tiến Chánh, Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú.